Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì hôm nay là anh em mình sẽ có một tâm sự về một cái vấn đề, chắc là do cái anh bạn đó anh hiểu lầm hay là anh không có hiểu về mô tô, mình chưa có hiểu anh cho lắm. Nhưng mà khi mà anh em mua xe của bên mình á thì có thể nói mình rất là khó tính và khắt khe với những chiếc xe của mình. Thì anh em qua mua rồi anh em biết, đối với những chiếc xe là mình lúc nào mình cũng phải làm cho nó tươm tất, sạch sẽ và đẹp rồi mới giao cho anh em. Rồi còn về vấn đề xe á, khi những anh em mua ở mình là biết, mình hay tư vấn cho anh em là anh em thích chiếc xe nào, anh em về tham khảo trước rồi lên đây mình sẽ tư vấn là cái cách của mình tư vấn là sao, là con xe này sẽ đi thế nào, nhớt nhau sao, bảo trì bảo dưỡng như thế nào, nuôi nó làm sao, chạy tư thế sẽ như thế nào, nhu cầu anh em sử dụng như thế nào, thì mình sẽ tư vấn đã vết. Những anh em qua mình thì những anh em biết rồi, và mình có xe mình có thể cho anh em ngồi thử làm thử và chiều cao nó như thế nào, anh em rất là nhiệt tình cho anh em. Vì sao vì cái bạn đó hiểu lầm ý mình, thì bạn đó nói là qua bên mình á không biết mua xe gì hết đó, không biết mua bất kỳ xe gì hết, và khi qua Honda là đã quyết định mua được xe. Nó bị hơi mâu thuẫn á anh em. Mình ở đây nha anh em, là mình một người chơi xe, mình không cần bán xe cũng được nữa, mình để xe mình chưng cũng được nữa, nhưng mà vì yêu mến anh em đã tìm tới mình cho nên mình cố gắng tìm những xe đẹp cho anh em, chứ không phải là mình bán xe để mình kiếm tiền mình sống đó. Anh em qua chơi với mình thì anh em thừa biết điều đó nha. Những anh em đã biết rồi, còn những anh em chưa biết thì giờ nói clip để anh em biết nè. Còn những anh em qua rồi thì anh em hãy cho comment góp ý kiến ở phía dưới ha. Thì mình không phải giống như những người đó. Bạn nó nói là bạn nó vô Honda, bạn nó mua được chiếc xe. Thì đúng rồi, bạn mà vô Honda, anh em luôn, tất cả anh em vô Honda thì người nhân viên bán hàng người ta bắt buộc người ta phải tư vấn là người ta sẽ mua chiếc xe của Honda. Giờ nó có bán sport bike hay là naked bike hay là những chiếc touring thì người ta cũng tư vấn cho bạn mua được chiếc xe đó để người ta kiếm lời. Chứ có bao giờ, ví dụ cho anh em biết nha, ví dụ con CBR 150 mà anh em vô Honda thì chắc chắn 100% với anh em luôn, người ta sẽ tư vấn là người ta sẽ cho bạn mua con này. Chứ có bao giờ mà bạn vô hãng Honda nhân viên tư vấn anh ơi anh đi con R15 đó, nó sẽ có VVA hoặc là nó sẽ có tiết kiệm xăng hơn, cái máy nó cái dàn áo nó to hơn, nếu anh thích thời trang thì anh hãy mua R15 đi. Có bao giờ nhân viên Honda người ta tư vấn gì không? Không bao giờ anh em. Mà anh em nó lại nói là vô Honda thì người ta tư vấn xác nhận mua xe, thì đúng rồi, cái đó là điều dĩ nhiên 100%. Còn đối với mình á, sẽ có nhiều mẫu xe cho anh em thích. Ví dụ mình sẽ phân tích cho anh em, anh em thích xe nào, đúng không? Anh em qua đây là anh em thích xe nào, anh em cọc xe đó. Ví dụ anh em thích R15 thì mình qua đây mình sẽ nói tại sao anh em thích R15. Tại vì nó đẹp, nó bự rồi, ok. Rồi mình tới đó mình sẽ phân tích sâu vô là R15 đi nó sẽ rất là mỏi nha. Anh em mà đi chơi một mình thì rất là ok, nhưng mà khi mà anh em chở người yêu hay là anh em đi xa thì sẽ rất là mỏi. Thay vì đó, mình sẽ có CBR 150R thì nó ghi đông là Sport City đó. Mình sẽ hướng dẫn quay gần anh em đó. Thì ví dụ những anh em qua đây thì mình đều tư vấn như vậy, thì ở đây có Sport City thì anh em đi sẽ đỡ mỏi hơn và cái con này nó sẽ bền hơn, nhưng mà nó sẽ không bốc bằng con R15. Thì mình sẽ tư vấn điều đó cho anh em với những con xe anh em thích. Tại vì bây giờ mình hết xe rồi, mình còn có 4 con xe thôi, gần Tết rồi anh em, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em luôn. Còn anh em đó nói mình như vậy là quá sai luôn đó. Mình ở đây mình nói để mình cho anh em hiểu mình, để anh em tới mình chơi, chứ không phải là tự nhiên mình tư vấn anh em mua không xe được cái anh em về chặn tin nhắn mình là sao, đâu có được đó. Không, mình ở đây mình tư vấn ok đàng hoàng. Còn đương nhiên bây giờ anh đó nếu coi clip này thì anh cũng hiểu nè. Bây giờ anh có qua hãng Yamaha đi thì Yamaha nó vẫn tư vấn anh là anh mua R15 đi, đúng không? Yamaha có bao giờ tư vấn anh ơi mua CBR đi nó đỡ mỏi. Bây giờ anh em đi, ví dụ nè, anh em vô thằng Yamaha đi, anh đi giống như hôm qua mà anh không vô Honda, anh vô Yamaha đi ha, thì Yamaha sẽ tư vấn anh mua R15 đi, rồi anh leo anh ngồi thử nha. Ví dụ anh làm người anh leo anh ngồi thử thì anh nói sao nhìn nó mỏi quá, thì nhân viên nó sẽ tư vấn như vậy. Đúng rồi anh, thì mới đầu vô chơi mô tô nó vậy á, nhưng mà thời gian sau lão quen anh mua xe đó đi thì tư vấn cái đường nào thì anh cũng phải chọn chiếc R15 mà, tại vì anh vô Yamaha
còn anh vô Minh nó sẽ khác. Anh vô Minh là mình sẽ có nhiều loại xe, ừ, nhu cầu anh sử dụng, khi anh thích con nào anh chịu khó anh về anh nghiên cứu đây. Tại sao Minh kêu anh em nghiên cứu xe? Tại vì bởi vì anh em mua một con xe mấy trăm triệu, mấy chục triệu, nó là giá trị rất là cao. Khi mà anh em mua về anh em không hợp á, thì anh em bán đổ bán tháo nó sẽ lỗ tiền cho anh em. Chứ mình đâu có lỗ, nó lỗ tiền cho anh em. Vì mình muốn tốt cho anh em cho nên mình chọn những điều đó dành cho anh em, chứ không phải là mình khắt khe với anh em. Ví dụ một người mua xe ở mình đã cọc trước, anh em mua xe là anh em biết đã cọc trước, anh em cọc con xe đó thì khi mà mình về màu đỏ nè, thì điều đầu tiên xe đẹp đúng không? Mình hỏi anh em luôn, anh em có thích cái màu này không? Nếu như anh em thích á thì anh em lấy, còn anh em không thích á thì mình kiếm xe màu khác cho anh em. Không những chiếc xe mình thích mà phải cái màu phong thủy của mình, cái màu mà mình yêu ưa thích, cái màu mà mình chuộng. Để làm sao? Để mình đi một cái con xe về mình cảm thấy nó an tâm, mình cảm thấy nó đẹp, mình cảm thấy mình đi con xe đó mình thích, mình phấn khởi thì mình sẽ gắn bó với nó lâu hơn. Còn hơn là anh em ra mua đại một con rồi về cảm thấy mỏi, cảm thấy gì đó không hợp rồi anh em bán, tiền lỗ là ai? Anh em lỗ chứ mình đâu có lỗ. Cái điều này mình muốn nói ra là để cho anh em hiểu mình nhiều hơn. Và những anh em qua mua xe mình là anh em đã hiểu rồi. Có những anh em á cọc xe kêu hối mình là tìm xe nhanh đi, thì mình nói thẳng luôn là bây giờ không có xe đẹp mình không thể lấy cho anh em được. Bây giờ xe người ta bán á 10 chiếc nè, ở đây phân tích cho anh em nghe luôn, 10 chiếc xe thì trong đó 3 chiếc xe là người ta bán với những lý do cấp bách, giống như là chuyện gia đình hoặc là gì đó. Còn 7 chiếc xe còn lại nói thẳng anh em luôn là người ta đi quá nhiều, đi xe quá nát người ta bán, người ta đổi xe. Hoặc là xe tai nạn năm đụng người ta bán, hoặc là xe người ta té ngã người ta bán, vấn đề kỹ thuật người ta bán. Thì ở đâu xe nhiều cho anh em? Có những anh em đặt cọc mình xong mình vẫn trả lại cọc. Anh em rất là vui vẻ, anh em chơi nhau, chơi với nhau rất là vui vẻ, rất là hòa đồng luôn. Chứ không bao giờ xảy ra trường hợp, cái trường hợp mà tin nhắn kia là trường hợp đầu tiên mình gặp. Và mình làm cái clip này để cho anh em hiểu thế nào là đi mua xe đó, chứ không phải là để nói lên em với lại phản bác với khách hàng của mình. Mình với nói thẳng luôn nha anh em, anh mua chỗ khác thì mình cũng bình thường thôi, tại vì ở đây là xe mục đích mình cũng muốn giữ xe lại mình chân luôn á. Anh em thích quá thì để lại cho anh em luôn, chứ mình không có quan trọng là tháng nó phải bán nhiêu xe để kiếm tiền. Anh em qua chơi thì anh em cũng biết rồi. Thì ở đây thì mình còn 4 con. Đây là Ninja 400 nè, quay gần cho anh em coi Ninja 400. Thì Ninja 400 là bản nâng cấp của Ninja 300. Sẵn nói cho anh em một số cái về xe có sẵn luôn, anh em hiểu. Thì con Ninja 300 này 2017 nè, con này 2018 ha. Sau 2017 thì nó không sản xuất này nữa, nó sản xuất con này. Thì con này nó phân khối sẽ cao hơn con này rồi, chắc rồi. Nhưng mà con này 300 phân khối nó cũng rất là mạnh, và nó rẻ hơn con này. Hiện tại giá xe bên mình nha, rẻ hơn con này, rẻ hơn con này tới gần 30 triệu. Con này hiện tại mình đang bán 90 triệu nè, có chợ sáng đầy đủ. Còn con này mình đang bán 119 triệu, có chống đổ đầy đủ luôn đó. Ví dụ anh em lấy bộ độ thì cộng thêm 1 triệu nha. Xe này vẫn còn bô zin, cái này có bô độ sẵn nè, cho anh em nghe tiếng bô nè. Thì đối với những con này nó đều là Sport City, cho nên nó sẽ không có mỏi tay, mỏi lưng. Nó chạy rất là thoải mái trong thành phố ha. Đây là tiếng bô. Rồi thì mình sẽ qua cái con Ninja 300 này. Thì Ninja 300 này thì hình như là nó cũng lên đèn LED rồi. Lên LED rồi đó anh em. Rất là đẹp. Thì bô zin của tụi nó hơi giống nhau. Đó, cho anh em có quyền lựa chọn. Tại hai con cách biệt, nó trên nhau tới 30 triệu xe cũ à. Cho nên anh em sẽ có được nhiều cái sự lựa chọn riêng. Thì không biết nãy giờ mình nói khang cả họng thì anh em có hiểu cái mục đích của mình nói không? Thì hôm qua đó cái cameraman cầm cái điện thoại cho mình là cũng là mình kêu ra, nói là mình nói rất là với lại nhân viên rất là ok. Mình kêu là em ra tư vấn cho ảnh đi, hỏi anh thích con xe nào. Nếu như mà anh chưa thích á thì chịu khó kêu ảnh lên mạng nghiên cứu đi, cái mẫu xe nào mà mình thích nhất á, cái kiểu dáng nào mình thích nhất á, thì qua đây mình có xe thì mình đưa cho chạy thử luôn á anh em, đưa cho chạy thử. Còn không có xe thì mình sẽ cố gắng kiếm. Thì lúc ra về anh vẫn rất là vui vẻ luôn, như để Tết qua mình mua xe
cái về nhà cái chặn tin nhắn, rồi nhắn tin qua cho Minh là Minh tư vấn mình chưa biết xe, Minh tư vấn bậy bạ, mình qua Honda người ta tư vấn là mình mua được xe. Nói một câu thì Minh cũng không biết trả lời ảnh như thế nào luôn. Nói một câu Minh cũng không biết trả lời như thế nào. Thì đúng rồi, mình không biết trả lời sao luôn á. Thì qua Honda thì đương nhiên rồi, bây giờ anh 1m6 thì tư vấn làm sao anh cũng mua được chiếc dành cho người 1m7 rồi. Đó, đã qua hãng người ta thì người ta sẽ tư vấn cho anh em chỉ một loại xe duy nhất thôi. Honda là tư vấn cho anh em mua Honda thôi. Còn chừng nào sale có tâm á, Honda tư vấn mua bên Đức. Đúng rồi anh em. Sale có tâm Honda tư vấn qua Ducati. Ai tư vấn gì đâu, có ai tư vấn gì không, chỉ có Minh thôi. Mình phải mua cái loại xe phù hợp với mình và cái hãng xe mình yêu thích nữa. Ví dụ mình yêu thích fan của Yamaha mình sẽ chọn con đó, fan của Honda mình chọn con đó. Còn xe thì muôn vàng xe, mấy trăm mấy chục ngàn các kiểu xe luôn, anh em không biết chọn con nào hết á. Thì đây là cái cách mà Minh bán xe cho anh em đó. Anh em nào hiểu được thì hiểu, hoặc anh em nào không hiểu được thì cũng hiểu luôn đó. Anh em nào không hiểu được thì thôi cũng thôi, mình không có duyên đó. Còn anh em nào hiểu được thì mình chơi lâu dài. Những anh em mua xe ở Minh thì những anh em biết cái tính chất của Minh rồi, cái tính cách của Minh khi mà mình đổ vô một con xe đó. Sắp tới là Minh sẽ làm một con xe, nó không phải mà về một yếu tố đẹp đâu. Mỗi con xe nó phải có một cái gì đó nghệ thuật riêng, gọi là cái nghệ thuật làm đẹp dành cho xe. Nhưng mà cái đó mình chưa có thời gian để mình làm. Nghĩa là mình sẽ nghiên cứu những cái sản phẩm để mà khi mà cái con xe cũ mình bán ra lúc nào nó cũng càng long lanh. Đó, giống như con Ninja 4 nè, lúc nào nó cũng phải càng long lanh, đẹp. Mình thích gì đó, mình sẽ nghiên cứu có những sản phẩm mà gọi là nó sẽ bảo vệ cho cái con xe mình đó. Mình nhập cái những cái đó về, ví dụ như cổ bô, tay thắng, tay co, những cái sản phẩm mà nó bảo vệ xe. Khi mà một con xe mình đưa ra nó sẽ đẹp. Còn có những anh em mua xe của mình biết mà, có một đứa em á mua xe con TFX 40 mấy triệu đó, là mua xe test xe rất là ok, chạy xong là chạy về thì bạn đó có thay một cái số đồ gì đó, thay cái gì chợ sáng rồi tùm lum, nói chung nhiều lắm. Thì tự nhiên xe nó hư đi, nó hư thì qua đây mình vẫn hỗ trợ luôn. Mình vẫn hỗ trợ cho em đó, rất anh em rất là vui vẻ, hai người hỗ trợ nhau. Nếu như em có coi clip này thì em comment dưới, hai người vẫn hỗ trợ nhau. Mình trả hết tất cả toàn bộ chi phí sửa chữa luôn à. Chơi gì nữa còn đòi gì nữa, đúng không anh em? Thì những con xe ở đây cũng vậy. Mấy anh em muốn, mình mong muốn anh em là có một con xe đẹp nhất có thể để về nhà chơi. Và rất là nhiều rồi, hầu như là cả trăm cả ngàn anh em, chứ không phải là một hai anh em đã qua mình mua xe đâu. Và những gì mình tư vấn, có những anh em muốn lên phân khối, lên phân khối đúng không? Anh em ví dụ có một anh là chạy MT15, là chơi mình lâu luôn rồi đó, mua xe của mình là chơi mình rất là lâu. Thì muốn lên MT03, mình có MT03, anh chạy thử đi. Em có xe nè, anh là khách bên em, chạy thử một vòng đi, coi thử cảm giác như thế nào, mình có phấn khích không, mình có như thế nào không. Thì ok, mình tiến hành, em sẽ kiếm cho anh chiếc MT03. Đó là những khách hàng của mình. Anh em nào đã mua xe anh Minh rồi thì hãy comment bên dưới cho mọi người biết là cái cách của Minh bán xe nó khác với mọi người như thế nào, chứ không phải là cứ vô đó là bắt ép buộc anh em mua xe. Minh chưa bao giờ mà ép buộc anh em mua xe, kể cả những anh em mà đã cọc tiền bên Minh hết 100% xe, là anh em qua đây Minh đưa nè, đây là xe anh em muốn tìm là đó. Ví dụ có một anh, những nhiều đó, đa số là em làm đây, đây anh em tìm con Ninja 300 bên Minh đúng không, đây Minh đã tìm được rồi nè, nhưng mà cái màu này anh có thích hay không, cái này anh chạy thử có được hay không. Nếu như mà anh không thích á thì em sẽ lấy cái số tiền cọc đó kiếm cho anh con xe khác. Bây giờ xe này là của anh, nhưng mà em muốn anh chạy thử vài vòng để cho anh có hợp với con xe không thì anh quyết định lấy đó. Còn anh không lấy thì anh sẽ kiếm xe khác. Tiền của anh, tiền của mình phải có được quyền mua. Mình mua con xe mình thích đó, khi mà anh em thích rồi, mà đa số anh em qua đó nè, tuyệt quá mình, hay quá mình, anh lấy con này luôn, anh không có đổi nữa, anh lấy con này anh không có đổi. Tại vì trước khi qua là mình nói rất là kỹ cho anh em về cái dòng xe. Thôi nãy giờ nói cũng nhiều rồi, anh em nghe cũng chán cái lỗ tai. Thì đó, cảm ơn anh em trong một năm qua đã ủng hộ mình rất là nhiệt tình. Thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm hơn mức có thể nha anh em à. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh, like và subscribe để cho kênh mình được nhiều người biết đến nữa. Chứ anh em dạo này anh em quên á, anh em coi rồi anh em bỏ qua video thôi nha. Rồi các bạn anh em, đó là những gì mình giải đáp thắc mắc cái tin nhắn hôm bữa mình đăng.